biến thành hành vi của nhân viên và của chính mình. Đấy. Sau đó học tiếp. Vậy thì năm hành vi đó bắt đầu từ hoạch định. Đấy đấy. Cho đến bố trí sản xuất, cho đến bố trí giao hàng, cho đến bố trí của phần cung ứng. Từng nội hàm một thì người ta đã làm trong lịch sử, người ta dựa trên nền tảng triết lý nào thì phần năm sẽ giải quyết dần dần. Và người ta đã làm thế nào, người ta đã vấp ra làm sao và ngày hôm nay phải làm thế nào. Đấy. Cho nên là cái vận hành nó đi tận đầu tận đâu rồi. Đấy. Cho nên là ngồi trên bàn nhậu tôi biết hết. Đích nói múa mép, toàn các chú múa mép, tưởng tượng được mấy câu. Thì cái khâu này là cái khâu nó làm cho mình giảm vốn bắt đầu lại. Mình làm cho năng suất nó tăng lên theo đúng nghĩa luôn, chứ không phải nghĩa hiệu năng. Xong nó làm cho mình trôi chảy, không chửi nhau, không đứt đoạn. Vì chuỗi nó chạy phá. Đấy. Và kết quả là mình tạo nên khác biệt và đè thằng khác. Tôi ngẫm lại thấy tự hào với tôi lắm. Một ngày tôi làm việc phải bằng 5 thằng khác. Đấy. Bên trái là nhà cửa, bên phải là chuyện kiếm ăn, bên này là chuyện lâu dài. Cứ song song mà múc. Đằng này cứ cái việc gì đến đít ấy, nước đến chân bắt đầu nháy. Vận hành thế thì chết. Xong suốt ngày ở nhà là ầm, không có chuyện gì được. Chuỗi phải chạy phà. Vận hành là phải tối ưu. Vậy thì làm thế nào? Đấy. Nhưng mà cái phần ban đầu về khái niệm và thứ ấy, nó phải quan trọng lắm. Cho nên là có doanh nghiệp người ta tập trung đến cái giai đoạn giao hàng thì nó gọi là doanh nghiệp hướng tới khách hàng. Có doanh nghiệp thì nó lại tập trung vào khâu vận hành, tức là nội bộ nhà nó, vứt khách đi, thì gọi là doanh nghiệp hướng tới thực thi. Khi bạn thực thi tốt, lập tức sản phẩm của bạn nhanh, gọn, đúng cam kết, đúng chất lượng. Bởi vì chuỗi mình đảm bảo, tí nữa nó có cái chuỗi là đảm bảo ngay từ khâu đầu tiên. Xong nó có hành vi là sửa đâu, sai đâu, ngừng quy trình, ngừng ngay tại chỗ. Nếu giao hàng có lỗi, bạc, chơi ngay nhận lỗi. Làm cho các bạn không cần quan tâm tới khách, mà khách kéo đến ùn ùn. Đấy. Trong đó có Lê Thẩm Dương đang làm chỉnh chu quy trình, đúng 2 giờ là 2 giờ, từng bước một là bước một. Sơ suất xin lỗi ngay, sửa sai bằng nhận lỗi ngay, chứ không có xin lỗi. Đấy. Thế thì mình phải thực thi hóa cái gì. Thế một doanh nghiệp nó chỉ chú ý cái chuỗi đầu vào. Đấy. Bây giờ bố mày chơi chú ý cả chuỗi. Đấy là mô đen thế này. Đấy mày chết. Thế chị Ngô Thị Thu Hà có ý nghĩa gì với chị ở cái công ty nhà chị không? Ít nhất ở góc độ quan sát thôi, chứ chị chưa quyết định được. Dạ. Thứ này là em thấy cái chuyện mà mình quản trị được chuỗi cung ứng này nó rất là lợi hại này. Theo những cái số liệu mà thầy nói ấy, thì nó không, nếu như mình làm tốt thì cái lợi nhuận nó sẽ từ đây mà ra được. Mà em không nghĩ là thực sự là vì em không nghĩ là nó sẽ là một đồng tiết kiệm như vậy mà nó lại sinh ra cho mình mất sinh lợi nhiều như thế luôn ấy. Bởi vì nó bị chi phối bởi vòng quay. Em có hình dung ra vấn đề không? Dạ. Tức là mình ví dụ như một đồng nguyên liệu mình mua, nhưng mà mình quay, tức là một năm mình mua nhiều lần và mỗi lần mình đều giữ được giá. Đúng thế. Người ta gọi là tỷ lệ 6-1 trong chuỗi cung ứng, nó thành công thức rồi. Dạ. Tôi nói như vậy để các bạn ý thức
và kết quả đã có một hành vi đi đến trường, đã có một hành vi lên trên gác của tôi, đã có một hành vi mà tôi ngồi vào bàn làm việc, thì tôi phải làm được N việc tôi mới ngồi. Đã ngồi vào bàn làm việc thì tỷ lệ đứng dậy gần như bằng không thì tôi mới ngồi. Người ta vận hành, người ta tận dụng đến từng tí một. Các anh chị à? Và kết quả thằng Đức nó mới tạo ra một cái máy tất cả những giấy in hai mặt, in một mặt đẩy vào cái xóa về thành giấy trắng luôn. Cái chuỗi nó đạt đến mức như vậy. Và tất cả giấy không có vứt đi tờ nào. Một là giữ được bảo mật thông tin, hai dùng lại luôn. Các bạn biết nó lãi, nó giảm được 1 đồng trong chuỗi của nó thì nó lãi 6 đồng. Các bạn ạ. Khoa tôi ra lệnh giấy chúng mày mà in một mặt tờ giấy chúng mày, tôi tập bằng được thôi. Còn bây giờ nó xóa trắng, nó làm lại cái đồng. Các bạn ạ. Nó dùng công nghệ để nó giải quyết chuỗi cung ứng cơ mà. Các bạn không làm được, tôi cần các bạn có nhận thức đã. Các bạn có vốn lớn nữa, các bạn thua. Nhưng cái tệ hại nhất là bây giờ các bạn đang có lãi, cho nên các bạn chẳng quan tâm. Còn tôi thì tôi luôn đưa khẩu hiệu nguồn lực như cũ, tất cả như cũ. Tao yêu cầu chúng mày lãi gấp đôi. Cách thứ hai là doanh số như cũ, lãi như cũ, nhưng giảm nguồn lực xuống một nửa. Hoàn toàn làm được. Đuổi một nửa kế toán, giảm một nửa tồn kho, mà quá trình vẫn chạy đều. Không làm được, cút. Mình phải đặt mục tiêu phấn đấu cho mình. Đấy, các bạn này. Đằng này có tí lãi thì là cứ vênh váo. Úi giời, úi giời. Với cái nguồn lực ấy, mày phải lãi gấp đôi cái mày đang nổ nhé. Ngu như con bò. Cho nên lúc nó lãi vậy, các bạn ạ, nó ngu ở chỗ nó ăn gấp đôi mà nó cứ nghĩ nó đang ngon. Thế chứ bằng chứng là tôi 1 giờ giảng, tao sẽ đạt bao nhiêu tao mới làm. 1 là tăng cái thu nhập lên, 2 giảm chi phí của tao xuống. Vậy khi soạn bài tôi sẽ làm cái động tác gói kiến thức thế nào để khi tôi cắt từng gói tôi ghép vào thành một sản phẩm mới thì tôi sẽ giảm được cái phí soạn bài ở mức thấp nhất với chất lượng cao nhất và tôi sẽ có doanh thu cao hơn nhiều số liệu mà tôi vừa nói. Ở đây nó là cái trình độ làm việc liên quan đến bà cái tiến sĩ thạc sĩ này cứ vào rồi à u đáo không đáo không. Xong tôi thấy đã quá là tôi biết tôi lộ, tôi bán quá lố, tôi lại rụt vào. Ví dụ. Đó. Hay chưa? Ông Hưng nghĩ cái gì? Ông Hưng hết tổng quan rồi, mình phải sơ kết cả. Cái câu hồi nãy, câu hồi thâm quy lắm. Đúng không? Thế nên là tôi tâm sự rất thật chứ không phải là tôi giấu nghề nào. Nhưng vận hành phải ngon. Đó. Và rất nhiều quan điểm vận hành để thích ứng với loại công ty của mình. Nhưng mà vấn đề làm sao tồn kho ít nhất, nhưng chủ động phải cao nhất, trục trặc phải bằng không, chất lượng phải ngon lành, và rốt cuối cùng các thứ đó nhảy vọt, thì đó là quản trị vận hành và chuỗi cung ứng. Thông hiểu chưa? Dạ vâng, em hiểu. Nguyên cái chuyện thông suốt thôi là anh ăn, nguyên cái chuyện máy đừng đứng anh ăn to đấy, nguyên cái chuyện anh đẩy tồn kho xuống thấp bao nhiêu anh ăn to bấy nhiêu. Đấy, tôi phải nói đi nói lại, tôi lại bàn các bạn cho được. Đấy. Vậy thì thời gian đi nhậu của tôi bắt ngang. Không nhậu là bố mày lại vận hành. Chá bây giờ tôi bị động, chá bây giờ kêu bận, bị rộn. Ông đừng có tạo ra cái hoàn cảnh là chả bận.
do ngủ đấy biết làm vận hành thì nó thành bận. Hiệp có bận không? Em thưa thầy, em có về sắp xếp lại công việc, việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm, cùng một lúc làm nhiều việc, tất cả phải đồng bộ hóa theo tính hệ thống thì nó mới thành một ngày mà thành ba thằng hiệp. Ai... Trường Doanh Nhân PR.